Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Tam Đan Media. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Và sau đây là nội dung chi tiết của tin sáng ngày hôm nay. Quận Praha 6 một lần nữa cung cấp cho sinh viên đại học những chỗ ở còn trống trong viện dưỡng lão. Một căn hộ được cung cấp khoảng 35m², có bếp và phòng tắm, giá thuê là khoảng 5.000 krun, cộng thêm tiền đặt cọc đối với điện. Những người muốn sống trong căn hộ đó phải đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như người đó phải có thái độ tích cực đối với người cao tuổi sinh sống tại nơi này và phải dành ra 10 giờ đồng hồ mỗi tháng cho họ. Hai người nộp đơn phải tham gia các hoạt động tại viện dưỡng lão, có lý lịch tư pháp trong sạch. Những người quan tâm có thể nộp đơn đăng ký lên văn phòng quận trước ngày 28 tháng 8. Hiệp hội Liên đoàn Séc Morava đang yêu cầu tăng mức lương tối thiểu thêm 2.200 krun lên thành 19.500 krun kể từ tháng 1 năm sau. Bộ trưởng Bộ Lao động vẫn chưa nêu rõ mức tăng lương tối thiểu mà ông đề xuất cho năm tới. Bộ đang nghiên cứu một hình thức tăng lương đều đặn. Kể từ tháng 1 năm nay, mức lương tối thiểu đã tăng thêm 1.100 krun lên 17.300 krun. Và cuối tháng 4, công đoàn đã đưa ra yêu cầu rằng những người có thu nhập thấp phải tăng thêm ít nhất 1.000 krun do lạm phát và tăng thêm 1.200 krun từ đầu năm tới, tức là tăng thêm tổng cộng 2.200 krun từ đầu năm tới. Theo cảnh sát, thiệt hại do vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy phân loại rác thải ở Dolni Hbiti thuộc vùng Pribram, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu krun. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, họ không loại trừ khả năng do người gây ra, do sơ suất hay do lỗi kỹ thuật. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 8 và được đưa ra mức cảnh báo hỏa hoạn cao nhất. Chính quyền Mỹ đã khởi kiện công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vì phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng người Mỹ và người tị nạn. Đơn kiện của chính phủ Mỹ do Bộ Tư pháp nộp lên tòa án vào ngày 24 tháng 8 cáo buộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk thường xuyên làm nản lòng người xin tị nạn và người tị nạn trong việc nộp đơn xin việc. Công ty cũng từ chối thuê hay xem xét những người này vì tư cách công dân của họ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hành động của SpaceX diễn ra ít nhất từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022. Bộ Tư pháp yêu cầu công ty của tỷ phú Elon Musk trao cơ hội công bằng cho người tị nạn, đưa ra hình phạt và thay đổi chính sách để đảm bảo các công ty tuân thủ. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã công bố ý định đưa nguyên tắc nuôi dạy con cái không bạo lực vào bộ luật dân sự của nước này. Các bộ trưởng nội các Thụy Sĩ đã đưa ra một quy trình tham vấn cộng đồng hướng tới mục tiêu cuối cùng là cấm mọi hình thức bạo lực cả về thể chất và lời nói đối với trẻ em. Thời gian thảo luận công khai về việc sửa đổi bộ luật dân sự sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 11. Cho đến lúc đó, tất cả những cá nhân, các bên và tổ chức quan tâm sẽ có cơ hội bày tỏ quan ngại hoặc ý kiến khác về dự luật. Tháng 5 năm ngoái, bác sĩ Takashima Shingo, 26 tuổi ở Nhật Bản, đã chọn cách tự tử vì áp lực khi phải làm việc lố hơn 200 giờ mỗi tháng so với thời gian quy định. Một năm sau, gia đình của bác sĩ đã kêu gọi sự thay đổi ở quốc gia vốn bị ảnh hưởng bởi văn hóa làm việc quá sức. Luật sư của gia đình cho biết bác sĩ Takashima đã làm việc lố hơn 207 giờ mỗi tháng và không nghỉ một ngày nào trong suốt 3 tháng liền. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nước này từ lâu đã phải vật lộn với việc làm quá sức và kéo dài khi nhân viên ở nhiều lĩnh vực bị phạt phải làm thêm giờ hoặc luôn chịu áp lực quá lớn từ người quản lý. Việc chịu căng thẳng như vậy trong thời gian dài làm tổn hại sức khỏe tâm thần của nhân viên, thậm chí còn gây ra hiện tượng gọi là karoshi hay tử vong do làm việc quá sức. Nhiều cửa hàng tại Trung Quốc đã cháy hàng muối sau khi Nhật Bản xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Người tiêu dùng lo lắng muối biển có nguy cơ ô nhiễm. Các kệ hàng muối trong siêu thị ở Bắc Kinh đã trống trơn, cổ phiếu của một số công ty lọc nước mặn Trung Quốc đã tăng tới 10%. Trước tình trạng này, các tập đoàn công nghiệp và chính quyền các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông đã lên tiếng trấn an người tiêu dùng. Giới chức thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến khẳng định rằng sẽ đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và đủ lượng muối dự trữ, đồng thời kêu gọi người dân chỉ nên mua muối với số lượng hợp lý theo nhu cầu sử dụng. Cánh tay sinh học in 3D đầu tiên được phê duyệt về mặt y tế trên thế giới đã được sử dụng cho một bệnh nhân tại Đức. Chị Dominica là một trong những người đầu tiên ở Đức nhận được cánh tay sinh học in 3D này. Nhờ đó, bệnh nhân có thể thực hiện những chuyển động phức tạp dựa vào các cảm biến, phát hiện các cơn co thắt cơ bên dưới và khuếch đại chúng để tạo ra cử động tay. Một điểm cộng nữa của sản phẩm là giá cả rất phải chăng. Cánh tay in sinh học 3D được sản xuất bởi công ty Open Bionics, một công ty sinh học có trụ sở tại Vương quốc Anh. Vâng, những thông tin nhanh vừa rồi đã khép lại Chào buổi sáng của Tam Đan Media. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, Dobre Rano xin kính chào và hẹn gặp lại.